Ba mẫu mở bài cực hay về bài thơ Từ ấy của Tố Hữu. Mở bài 1. Lý tưởng cách mạng là ngọn đèn soi đường chỉ lối cho dân tộc ta, dẫn cả đất nước ta qua đêm trường đen tối. Và đối với người thanh niên trẻ Tố Hữu, lý tưởng ấy đã cho ông một nguồn sống mới, dạt dào mạnh mẽ, chiếu rọi lên trái tim còn đang bơ vơ của ông. Và thứ ấy ra đời như một kết quả tất yếu, đánh dấu lại trang đời, bước sang trưởng thành của người thanh niên cách mạng. Đồng thời nó còn là tiếng reo vui hân hoan mà rộn rã Tố Hữu được lần đầu tiên đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hết mở bài 1. Sau đây là mở bài 2. Nhà thơ Tố Hữu được coi là cánh chim đầu đàn của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Thơ của ông mang đậm chất trữ tình chính trị. Dường như cả cuộc đời thơ Tố Hữu dành để ngợi ca đất nước, ngợi ca nhân dân, ngợi ca lý tưởng cách mạng, thể hiện một cái tôi say mê với lý tưởng, một cái tôi công dân đầy trách nhiệm đối với nhân dân, đối với đất nước. Nhắc đến ông, ta không thể không nhắc đến những tập thơ nổi tiếng như Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và Hoa, vân vân. Trong đó, tập thơ đầu tay Từ ấy là tập thơ mang một sắc thái riêng, tiêu biểu cho phong cách thơ của Tố Hữu, thể hiện niềm vui và mối duyên đầu của người thanh niên trẻ khi đến với cách mạng. Tác phẩm là cột mốc quan trọng, mở đầu cho chặng đường đời, chặng đường thơ của Tố Hữu. Hết mở bài 2. Sau đây là mở bài 3. Tố Hữu, ngọn cờ chiến đấu của thơ ca cách mạng Việt Nam, tiếng thơ của ông mang đậm chất trữ tình chính trị. Cả đời thơ Tố Hữu dường như chỉ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam. Đọc thơ ông, ta thấy từng sự kiện lịch sử được hiện lên, trong đó một mốc son quan trọng đánh dấu cuộc đời cách mạng nhà thơ là khi ông chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bài thơ Từ ấy đã chân thành ghi lại cảm xúc vui tươi, sung sướng và lời tâm nguyện của người thanh niên yêu nước được giác ngộ lý tưởng cách mạng. Hết mở bài 3. Chúc các em học tập thật tốt.